mấy giờ ăn không chịu ăn lại đây cà khịa. Coi nó cà khịa. Đó, cà khịa. Cà khịa với nhau. Đó, đó, đó. Mẹ ăn hiếp chị hả? Giờ sao có lại đi ăn cá không nè? Tới giờ ăn rồi mà cũng còn xung đột nội bộ nữa. Đó. Nó mổ vô cái đầu người ta không ạ? Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm bữa mình có cái chuyến đi về mệt quá. Ở dưới bà Thím mình nuôi cá lóc quá trời luôn á. Bà Thím có gửi cho mình mấy con. Rồi về rộng mấy ngày nay không có làm gì ăn, nay nó sần mình rồi. Không biết làm gì luôn. Thôi sẵn ở bên hông nhà có rơm á. Giờ cô Ten dẫn mấy đứa nhỏ này nè, đi ra ngoài góc vườn nướng trui ăn. Đây cũng cá lóc quá trời bự luôn cả nhà ơi. Nó bự lắm luôn á, mà rộng hôm nay riết đi. Cái đầu nó tà giờ mà cái mình có chút đậy à. Cây vô cái con cá nè. Rồi mình dăm xuống đây. Tháng này thì rơm nhiều dữ lắm. Nướng vô tư luôn. Rồi, đúng rồi đó. Nãy giờ con đi đâu hả? Nãy giờ con đi đâu vậy mèo? Rồi, mồi lửa lên. Hai đứa bay lúc nào cũng chậm trễ hơn ai hết á. Chậm trễ lắm là cho ăn, ăn dãy cá là không cho ăn cá đâu. Phải chơi nha. Có ai nhìn thấy cô Ten không? Khói quá trời khói luôn, khói mịt mù luôn. Rồi, 50 ớt luôn. Cái món cá lóc này á, mình ăn với rau sống, bánh tráng nè, mắm nêm nè, hoặc là nước mắm. Mà bữa nay hứng giờ nào làm giờ đó, cho nên không có chuẩn bị mấy cái món đó. Giờ ra nướng trui rồi cái
ta muối ớt siêu cay luôn, siêu cay ăn. Nay mình ăn lạc quẻ thử bữa coi nó là sao, coi cái vị nó như thế nào. Phi, nãy giờ nóng quá con chạy trốn hả con? Đó, đâm gần cả chục cái ớt luôn nè. Bọn nó thấy lửa cháy lên nóng quá sợ chạy trơn. Ăn ọt thì chạy ra ngoài mấy ao ngồi kìa. Cái dĩa muối ớt này một lát là nó cay, cứ bằng nó cay mà khè ra lưỡi luôn. Khè ra lửa. Ai, ai, ai. Đó, chạy dắt vô mấy miếng tắc nữa nè. Chua chua cay cay. Đây, không chén nước chấm rồi cả nhà ơi. Dí miếng kìa. Quá tuyệt vời luôn. Thời gian mình chờ cho cái con cá của mình chín và mình cho chíp chíp đi tắm. Chíp chíp lười tắm dữ lắm cả nhà ơi. Đây, cho chíp chíp xuống đây tắm nha. Ba 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 ba. Tắm đi. Đó, thấy chưa? Rõ ràng chưa? Làm biến không tắm mà ở dơ xì ke hay gì rồi, mai em đi cai mới được nha. Đó, cô chị ta đó chịu nổi không? Thì có muốn tắm không? Ừ? Thì cũng sợ nữa hả? Giữ mặt cho nha. Giữ mặt cho anh chàng đẹp trai nè. Bảnh bao chưa đó, dặn chưa? Rửa mặt sạch sẽ, rửa miệng sạch sẽ, lát cho ăn cá nướng nha. Đó, đâu vậy con bé đâu, hết nó nổi chưa? Sợ là sao? Sợ sống hả? Mày hả bưởi, mày hả bưởi, mày hả bưởi, không biết đừng vô luôn. Mẹ à, một hai ba nè, một hai ba, rồi xuống dưới tắm đi. Ở đó coi sáng đó quá chừng luôn. Dạ biết đừng vô không? Dạ. Đây là một ụ rơm. Trong ụ rơm này có một con cá lóc to. Chín vàng thơm phương thức luôn. Cá chín rồi cả nhà ơi. Nướng nãy giờ chắc cũng 10 phút rồi đó. 5 phút mình đốt rơm rồi cái ủ nãy giờ cũng 5 phút nữa. Wow. Cạo giải xuống luôn. Mình cạo rớt cái vải ở ngoài nè, thịt ở trong nó vàng ươm luôn. Cái món cá lóc nướng trui này là cái món đặc trưng của miền Tây mình đó nha cả nhà. Ai về miền Tây thì hãy nhớ phải tìm ăn cho được cái món cá lóc nướng trui này nha. Ngoan mới cho ăn á, bé nào không ngoan không cho ăn đâu nha. Bé ợp có ngoan không nè? Mình đi ra ngoài này cái mình không có cái sự chuẩn bị gì hết. Giờ cứ lấy lá chuối này mình rút nó lên đi. Wow! Đeo ra đây. Thổi 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 thổi. Đây. Nghe hả? Con nghe mùi cá con thích rồi đúng không? Đâu, tất cả lại đây hết đây coi. Đây.
Thôi đi rửa tay cái đi. Ra đây hai đứa lại đây biểu coi. Chíp chíp. Chíp 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 chíp. Phi ọp lại đây con. Đây 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 tất cả lại đây, tất cả lại đây. Đâu rồi? Điểm danh coi. À, tới giờ ăn không chịu ăn lại đây cà khịa. Coi nó cà khịa. Đó cà khịa. Cà khịa với nhau. Đó đó đó. Mẹ ăn hiếp chị hả? Giờ sao có lại đi ăn cá không nè? Tới giờ ăn rồi mà cũng còn xung đột nội bộ nữa. Đó. Nó mổ vô cái đầu người ta rồi. Đau thấy chưa? Con mèo nó biết nói đau nữa đó. Đó, đó con rỉa đuôi, rỉa đầu rỉa đuôi. Cái con cá lóc nướng trui của cô Tan đã chín rồi cả nhà ơi. Vàng nè, vàng lườm luôn, thơm phân phức luôn. Đó, hôm nay cô Tan không có chuẩn bị chu đáo cho nên chỉ ăn là cái món cá với cái dĩa muối ớt siêu cay này thôi. Quá. Giờ cô Tan thử cái coi. Quá trời khói nè, khói nó bay lên nè. Đó. Ăn bốc luôn nha cả nhà. Xin phép cả nhà cho mình ăn bốc luôn nha. Đây. Quá. Miếng thịt nó thơm ghê luôn á. Ngửi vô nghe nó thơm ghê luôn á. Ngon quá. Vừa thơm vừa ngọt. Cá lóc nướng trui mà ăn tại chỗ vậy nè. Vừa nóng nóng mà không? Cái da cái mình gỡ ra nó vàng vàng nè, nó giòn giòn nè. Quết vô miếng ớt cái. Ngon quá hả nhờ. Này ăn mình chắc là hết hết con cá này luôn. Thịt nó ngọt ghê luôn. Rồi, có ai muốn ăn không? Ờ, chíp chíp đâu ta? Cho tất cả ha. Con nào cũng có hết nha. Nè, cho con nè. À, cảm ơn phải không? Biệt, giỏi. Con kia đâu? Con vàng đâu? Lại đây. Dẫn đi nướng cá ăn thì phải cho chứ, phải cho con ăn nó đúng không? Nè, cho con nè. Nè, đây nè. Sao vậy? Con nhường cái kia cho nó ăn đúng không? Rồi, cho con này luôn. Ợp đâu Phi đâu con? Đây, cho ợp bò cho Phi miếng nha. Trời đất ơi, con trai gì mà ăn uống nhỏ nhẹ quá vậy? Sao con bỏ xuống đây con chê hả? Nè cho ợp nè. À. Chíp chíp đâu? Chíp chíp đứng tuốt đằng kia. Để cô Tan ăn miếng vàng vàng này đi. Thích ăn miếng vàng này nè. Nè. Phi nè. Thấy ghét không? Thấy ghét không? Thấy nè con. Sao chê hả? Không ăn nữa hả? Chíp chíp chê. Chíp chíp nói cá lóc nướng trui không ngon. Thôi cho mèo ăn. Nè con. Sao vậy? Sao ngươi ngươi hết rồi? Thôi. Cái món cá lóc nướng trui của mình đến đây thì cũng xin kết thúc nha cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Chíp chíp ơi, ra đây chào chào cả nhà về con ơi. Cho nó cá lóc nướng trui nó bị đắng rồi sao nó mang đi rồi. Thôi về vô đi. Ăn uống no nê rồi giờ vô hết đi. Hẹn gặp lại cả nhà ở những cái video kế tiếp.